Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có mẫu xe đạp Midside Way 27.5, một dòng xe đạp địa hình leo núi, được sử dụng bộ đề chuyển động Shimano DOG, một đĩa đạp khung nhôm, bánh 27.5 inch. Hôm nay em về một chiếc xe tông màu đen cực kỳ là đẹp, khung sườn các thứ các bạn nhìn trên hình này. Form dáng rất là đẹp, form dáng xe này. Các bác mua về sử dụng để đi đạp thể dục cũng được, mà leo núi thì rất là tuyệt vời. Một đĩa đạp và bộ chuyển động Shimano DOG. Thì cái bộ chuyển động này nó là dòng Dynaship Shimano DOG Dynaship các bác nhé. Nó có một cái khóa, khóa hành trình nhảy, khóa cái hành trình lại của các bác để nó không bị nhảy đĩa khi các bác đạp núi. Thì cái dòng Dynaship này là một cái bản nâng cấp, bản nâng cấp nhẹ của dòng DOG để cái cũ. Và chỉ có một đĩa nhé, cả một bộ group này nó chỉ có một đĩa thôi, không có gạt đĩa. Clip là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tầng clip. Sử dụng một bộ clip rất là to, trong chiếc xe nó hầm hố lên rất là nhiều bởi cái bộ clip. Khung nhôm, dây chạy âm sườn, cùng màu đen, size 17 inch. Trên phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị ở đây là tay bấm xả Shimano DOG và cụm phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe. Mayu là Lovatec, bánh bi vòng, bi bạc đạn các bác nhé. Bi vòng bạc đạn. Và cái bộ đĩa phanh, các bác nhìn bộ đĩa phanh cực kỳ đẹp. Bộ đĩa phanh trên dưới đĩa rất là đẹp. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe sẽ đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng đất 62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Mười tầng lip và một đĩa cho 10 tốc độ khác nhau. Nhưng với những cái đĩa đạp mà chỉ có một đĩa thì người ta sẽ làm, người ta tính toán để cho các bác đủ để dùng 10 cái lip kia rồi. Càng ngày thì xe địa hình người ta càng tối giản cái phần đĩa đạp đi. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 7.900.000 bao ship toàn quốc, tới cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.